Một con ngựa đột nhiên thò đầu ra, rồi cắn cái khóa trên tay nắm cửa. Nó đang mài răng đấy à? Bất ngờ, nó cắn được khóa ra khỏi cửa, sau đó không một chút ngần ngại mà ném xuống đất. Với vẻ mặt tự hào, không lẽ nó muốn trốn khỏi chuồng à? Sau đó, nó tiếp tục đẩy cửa ra, động tác thực hiện rất thuần thục, có thể thấy rõ ràng là nó đã quá quen với việc này rồi. Mở cửa xong, lắc lư cái mông, nó loanh quanh vài vòng trước khi chạy vụt đi mất. Những con ngựa khác trong chuồng chỉ có thể nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác, tự nhủ rằng không hiểu nó học được kỹ năng mở khóa tài tình đó từ đâu. Trong số những con ngựa đó, một con ngựa trắng lại nhìn nó đầy thán phục và yêu mến. Sau khi thoát khỏi chuồng, con ngựa nhanh chóng chạy đi kiếm thức ăn. Hành động của nó khiến người chăm sóc hoảng hốt, anh ấy vội vàng chạy theo nó. Hóa ra con ngựa này tên là Mick, một con ngựa rất thông minh nhưng cũng vô cùng quậy phá. Một lúc sau, người chăm sóc quay trở lại, hình như anh ấy vừa ra ngoài mua khóa mới về. Người chăm sóc cầm lấy chiếc khóa mới mua, tự tin nói nếu khóa này mà nó cũng mở được thì anh sẽ phải gọi nó là sư phụ, bởi vì chỉ có ngựa thần mới có khả năng mở được chiếc khóa này. Người chăm sóc vội vàng lắp ổ khóa mới lên cửa, còn giải thích kỹ về cách cài đặt, sau đó còn dùng sức bẻ qua bẻ lại để thử khóa. Và khi đã lắp đặt xong thì rất tự tin quay đầu rời đi. Quả thật đối với chiếc ổ khóa mới này, Mick có hơi bối rối. Nó thầm nhủ, ây ra, thử thách trí thông minh của tôi đấy à. Nó thò đầu ra nghiên cứu khóa một lúc lâu và nhận ra ổ khóa mới này có cấu tạo phức tạp hơn nhiều so với cái cũ. Mick dựa đầu vào tường, vắt óc suy nghĩ cách để mở chiếc khóa kia. Bỗng nhiên nó thở dài, lắc đầu, vẻ mặt thấy rõ sự thất vọng, như thể muốn nói em làm không được đâu ạ. Mick rất thất vọng, nó đá mạnh vào cửa rồi cắn vào tường để xả giận. Sau đó nó nằm sấp xuống đất không ngừng lăn lộn, nhưng thực ra nó chỉ đang cố suy nghĩ tìm cách để mở chiếc ổ khóa kia. Đột nhiên Mick ngồi bật dậy, thở hổn hển, có vẻ như nó đã nghĩ ra cách tháo khóa. Nó tiến lại chỗ ổ khóa, tiếp tục thử thách mở khóa. Thì ra sau khi phân tích kỹ cấu tạo, Mick đã tìm ra cách cắn vào chốt khóa kéo lên, và rồi nó mở được khóa, lần nữa thành công mở cửa chuồng. Lần này thì không thể không gọi nó là bậc thầy được rồi. Mick hí vang tự hào, hoàn toàn chinh phục bởi chính trí thông minh phi thường của mình. Sau đó nó vui vẻ chạy ra ngoài dạo chơi thỏa thích. Những con vật khác khi thấy Mick cũng đều phải lật đật tránh đi, bởi vì ai cũng biết nó là anh đại trong chuồng. Không chỉ vậy, Mick còn rất cứng đầu, nó chẳng thèm nể mặt bất kỳ ai ở đây cả, không ai ở đây có thể thuần phục được nó. Một cao thủ cưỡi ngựa tuyên bố thuần hóa Mick, nhưng nhanh chóng bị đánh bại. Mick như con ngựa hoang, chạy vài bước là vùng vẫy. Người cưỡi cười nói con ngựa này chắc đang yêu, nhìn cách nó đi không coi ai ra gì và vẻ bướng bỉnh vì không muốn ai cưỡi. Mick rất thông minh, nó cố tình nằm sấp xuống đất không ngừng lăn lộn. Một lần lăn chưa đủ bùn, nó thậm chí còn lăn thêm lần nữa, cho đến có bộ dạng mà không ai dám ngồi lên nữa. Thật là một con ngựa tinh danh mà. Chiều đến, chuyên gia thú y tới khám cho Mick. Vị chuyên gia kinh nghiệm nói rằng trước tiên ông ấy cần đo lường sự nổi loạn của nó để có thể nắm được tình hình. Người chăm sóc đặt miếng khăn lên đầu Mick, nhưng vừa đặt lên thì nó liền hất cái khăn xuống đất. Tiếp theo là phần kiểm tra trí thông minh của Mick. Trước mặt Mick lúc này là chướng ngại vật và món trái cây nó thích ở trong thùng. Chỉ trong chớp mắt, Mick đi vòng qua chướng ngại, hất đổ thùng rồi lấy trái cây. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 6 giây, không con ngựa nào làm được như nó. Nó thậm chí còn lật cái nắp thùng ra và tìm được củ cải ở dưới đáy. Hành động này của nó khiến các chuyên gia có mặt đều không khỏi kinh ngạc, nói rằng con ngựa này thật đặc biệt và cho rằng nó thực sự như một chú chó chăn cừu vậy. Đột nhiên tâm trạng của Mick thay đổi, nó buồn bã chạy thật nhanh ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Người chăm sóc hoảng hốt, vội vã chạy theo nó. Thì ra Mick đang chạy về phía cánh đồng cỏ xanh mướt. Ở đó có người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của nó, cô nàng Megan xinh đẹp. Chúng từng được xem là một cặp trai tài gái sắc trong vùng khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Có thể nói Mick và Megan chính là đôi trai tài gái sắc. Thậm chí người chăm sóc cũng cảm thấy có chút tủi thân khi chứng kiến tình yêu của đôi bạn trẻ. Tình cảm của họ rất bền vững, cho đến khi Megan bất ngờ đổ bệnh và phải chuyển đến chuồng riêng để được điều trị. Để chạy đi tìm Megan, Mick bắt đầu học cách mở khóa. Không chỉ vậy, tính tình của nó cũng thay đổi nhiều, càng lúc càng trở nên hung hãn, khiến cho không ai có thể cưỡi nổi nó. Trái tim nó giờ đây chỉ duy nhất hướng về Megan. May mắn là Megan đã khỏe lại. Người chăm sóc quyết định để đôi trẻ đoàn tụ. Nhìn cảnh tình yêu ngọt ngào của họ khiến ai chứng kiến cũng phải ganh tị. Chỉ tội nhất là người chăm sóc giờ đây vẫn cô đơn một mình. Nhà trẻ động vật vừa chào đón hai chú hổ con mới đến. Do là người mới nên chúng vô cùng khiêm tốn. Ngờ đâu chúng lại vì tùy tiện ngồi lên ghế của người khác nên đã bị chú gấu mèo này ghim trong lòng. Do là dân ở lâu năm sành sỏi nên gấu mèo không thể nhịn được chuyện chú hổ con lấy máng ăn của nó làm ghế ngồi. Nó tức tối phun nước bọt về phía chú hổ con. Đợi sau khi chú hổ con rời đi, nó liền vội vã kiểm tra xem máng ăn có bị hổ con làm hỏng hay không. Đúng thật là càng nghĩ càng tức, nhóc còn ngồi đó nữa à, phắn ra chỗ khác mà ngồi đi. Chú hổ con bị dọa cho giật mình sợ hãi, nên nó đã giơ móng vuốt lên định cho gấu mèo một bạt tai. Nào ngờ lại tiếp tục bị dồn vào trong góc tường ăn đòn. Chú hổ con đáng thương giờ chỉ biết khóc thút thít trong lồng kính. Cũng may mà một nhân viên chăm sóc đã ôm chú gấu mèo đi. Còn trách cứ nó tại sao lại ăn hiếp hổ con. Sau đó thì liền nhốt gấu mèo vào một căn phòng khác. Hổ con chúa tể sơn lâm bị gấu mèo ăn hiếp thì thôi đi, thế mà nó còn bắt đầu làm nũng để mách lẻo. Gấu mèo thấy thế thì liền tức tối đòi cạy cửa để cho hổ con thêm một trận đòn. Nhưng nó làm cách nào cũng không thể mở ra được, thế nên nó chỉ đành đi tìm đại ca của nó. Đại ca Tinh Tinh Đen cảm thấy rất khó tin khi thấy gấu mèo khóc lóc thảm thiết. Ngày hôm sau khi hai chú hổ con đang ngủ ngon lành,
thì đột nhiên chúng đã nghe thấy có tiếng đập cửa, hóa ra là chú tinh tinh đen đang điên cuồng đập cửa. Hai chú hổ con thấy thế thì sợ hãi run lẩy bẩy cả người. Chờ đại ca ta đây đánh răng xong thì sẽ qua cho mấy nhóc một bài học. Nhóc có trốn đến chân trời góc bể nào thì anh mày cũng tìm ra thôi. Nhóc ra đây đi, biết nhóc đang ở trong đó. Chú hổ con sợ đến mức kêu la thảm thiết, không biết làm sao mới tốt. Sau khi chú tinh tinh đen trêu chọc hổ con một trận, nó thế mà lại đẩy cửa đi thẳng vào luôn. Chuyện gì nên tới cũng đã tới, làm sao đây làm sao đây. Sau khi đi vào trong phòng kính, chú tinh tinh đen liền vênh mặt lên để cười nhạo hổ con trước, tiếp đó liền chậm rãi áp sát về phía hổ con. Lúc này hổ con đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn. Anh đừng có mà qua đây, tôi là chúa tể sơn lâm đấy. Chú tinh tinh đen làm gì mà sợ nó cơ chứ, vừa vào đã cho hổ con một cái tát đau điếng. Có trốn đi cũng vô dụng thôi, anh dù sao cũng có thể dễ dàng kiếm được nhóc. Trong lúc hoảng hốt, nó còn tự đâm đầu vào tường. Trận đòn này đã làm chú hổ con trầm cảm cả luôn. Thế nhưng chú tinh tinh đen vẫn chẳng mảy may quan tâm đến nó, còn bắt đầu ăn trái cây với tâm trạng vui vẻ đắc ý. Chú gấu mèo cũng không quên đến ăn trực hai miếng. Nhân viên chăm sóc thấy hổ con giàu dĩ không vui nên đã tặng cho chúng một bữa thịnh soạn, mong chúng có thể vui lên. Hơn nữa còn đem đến một con gấu mèo bông để chúng luyện tay luyện chân. Nghĩ về quá khứ đau buồn, chú hổ con bắt đầu xả cơn giận lên người con gấu bông. Sau khi xả giận xong, nó liền cảm thấy tràn trề sức sống trở lại, thậm chí còn chủ động đến tận cửa đòi nợ. Chú tinh tinh thấy thế liền lấy một chiếc khăn phủ lên người mình rồi đi trốn. Gấu mèo thấy thế bèn thầm nghĩ, chẳng lẽ tinh tinh đã thức tỉnh bản năng rồi sao, bây giờ ngay cả đại ca tinh tinh đen cũng sợ hãi trốn đi rồi thì phải làm sao. Thế nhưng hổ con ấy thế mà lại định lấy ân báo oán, tạm thời tha cho chúng, vì dù sao thì thà có thêm bạn còn hơn kết thêm thù mà. Khi đôi vợ chồng giái cá đang ngủ say thì bất ngờ một kẻ thứ ba từ đâu xuất hiện, lén lút tiến lại gần. Trên tay nó ôm hòn đá, trên gương mặt thể hiện rõ sự đau khổ. Ngay thời khắc ấy, giái cá mẹ chợt tỉnh giấc, nó quay đầu lại nhìn, khiến kẻ thứ ba hoảng sợ mà chạy đi. Một lúc sau, nó lại quay trở lại một lần nữa tiếp cận cặp vợ chồng, có vẻ như có ý đồ gì đó. Nhìn người trong mộng đang ngủ say, nó còn nằm xuống ngay bên cạnh, sau đó thậm chí còn không biết xấu hổ mà cọ mặt vào. Tiếp theo là nằm lên người anh ta ngủ, có vẻ như giữa ba con giái cá này có câu chuyện gì đó phải không? Thì ra con giái cá vợ này tên là Lily và chồng của nó tên là Alam, còn kẻ đang quan sát chúng từ xa tên là Đạt Phong. Trước đây nó với Alam đã từng là anh em, nhưng bởi vì cùng đem lòng yêu một cô gái nên kể từ đó đã chấm dứt quan hệ anh em. Bất ngờ Đạt Phong từ phía bên kia chạy tới chỗ của Alam, bắt đầu gây chiến, nhưng rốt cuộc Đạt Phong lại bị thua trước Alam. Nó chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cặp vợ chồng giái cá tình tứ. Cho đến giờ Đạt Phong vẫn còn là một anh chàng độc thân, nó luôn rất khó chịu khi mỗi ngày đều phải chứng kiến Alam và Lily tình cảm với nhau. Từng khoảnh khắc ấy như găm thêm vào vết thương trong trái tim của Đạt Phong. Trong khi Lily đang cùng chồng thưởng thức những bữa ăn thơm ngon, thì Đạt Phong chỉ có thể ngồi ở góc khuất chờ người chăm sóc đến đưa thức ăn. Nhưng cứ nghĩ đến việc vừa mất đi người anh em, vừa mất đi cả người trong mộng, khiến cho nó chẳng có tâm trạng để ăn nữa. Nó với tay lên để bắt con lươn trên tay nhân viên, nhưng lại cứ như vậy mà để rớt xuống đất. Sự thất bại trong tình yêu đã khiến nó mất hết sức lực, không còn là chính mình nữa. Ngày hôm đó là ngày mà Alam sẽ đi kiểm tra sức khỏe, vì vậy ngay từ sớm nó đã được các nhân viên đem đi. Thấy Alam đi vắng, Đạt Phong lại cảm thấy rất phấn khích. Lily khi thấy chồng bị mang đi thì không ngừng cào cừa, phát ra những tiếng kêu nhỏ, thậm chí ôm đầu khóc lóc đau khổ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Đạt Phong nhanh chóng tiếp cận Lily để chào hỏi, nhưng trước sự thân thiện của Đạt Phong, Lily lại làm như không thấy, lạnh lùng bước qua. Bầu không khí có chút khó xử, Đạt Phong muốn nhân lúc Alam đi vắng để cướp đi Lily, và hành động này khiến Lily vô cùng tức giận. Đột nhiên cô dừng lại nhìn Đạt Phong tha thiết, hay là Alam đã có người khác, tình yêu thật mạnh mẽ. Lúc này Đạt Phong đột nhiên tiến đến cào cào cừa, và hành động này quả nhiên đã chọc giận Alam ở phía trong. Alam với ánh mắt có chút ngơ ngác thò đầu ra xem xét tình hình. Một cuộc chiến được báo hiệu sắp bùng nổ. Bất ngờ, Đạt Phong cắn lấy đuôi của Alam, từng là những người anh em rất thân thiết, vậy mà giờ chúng lại đánh nhau như vậy. Thậm chí là bị lăn xuống nước rồi mà vẫn không ngừng giằng co. Nhưng nụ hôn của Lily đã tiếp thêm sức mạnh phi thường cho Đạt Phong. Sau khi phát hiện cuộc ẩu đả, nhân viên đã nhanh chóng chạy đến để can ngăn. Cuối cùng thì cả hai con giái cá đã bị tách ra. Đạt Phong bị thương, hướng ánh mắt về phía nhân viên từ đằng xa, hành động chỉ xuống chân như thể muốn nói với anh ấy: anh xem, lại bị thương rồi đấy. Sau đó Lily tiến đến an ủi chồng mình, và không biết từ lúc nào lại trở nên quấn quýt với nhau như cặp đôi mới yêu vậy. Chứng kiến cảnh đôi trẻ quấn quýt bên nhau khiến cho Đạt Phong, một người vừa thua trận, càng thêm đau lòng. Nó tự nhủ, tình yêu thật ngọt ngào quá, ai mà lại muốn sống độc thân chứ, ai mà lại không khao khát có được tình yêu chứ. Nhưng mọi chuyện không kết thúc như vậy, Đạt Phong một lần nữa quyết định đối đầu với Alam. Rất nhanh cả hai lao vào nhau, và thậm chí còn bị rơi xuống một rãnh nước. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Để can ngăn, nhân viên quyết định sử dụng một chiếc xe điều khiển từ xa. Trên xe có gắn thêm một con búp bê để đuổi Đạt Phong và Alam, ngăn cho chúng tiếp tục đánh nhau. Và đúng như dự đoán, khi trông thấy con búp bê, cả ba con giái cá đều rất sợ hãi, hoảng loạn chạy trốn. Phương pháp này xem ra là đem đến hiệu quả khá tốt, giúp họ tạm thời hóa giải được nguy cơ. Kể từ đó về sau, mỗi lần Alam và Đạt Phong đánh nhau thì những nhân viên sẽ dùng chiếc xe này để can thiệp. Nhưng Đạt Phong vẫn không từ bỏ. Mỗi đêm, Đạt Phong sẽ lén lút đến gần chỗ của Lily, âm thầm quan sát cô ấy. Nhìn người yêu đang say giấc nồng, nước mắt của Đạt Phong bất giác rơi. Không chỉ vậy, nó còn tặng cho Alam một món quà đặc biệt, một chiếc mũ sặc sỡ.
Hành động này của Đạt Phong khiến người nhân viên có chút xúc động và nhận ra rằng đã đến lúc anh ấy phải tìm cho nó một người bạn gái rồi.